Chào mọi người. Bây giờ là 6 giờ kém. Bọn mình chuẩn bị đi chơi đây. Bye bye. Vali lên rồi. Các anh em của tôi, chúng ta hãy cùng gặp nhau tại ga nhé. Bye bye. Hi. Xin chào mọi người. Chúng mình đã chạy tàu mọi người ơi, muộn rồi. Long time no vlog nha. Nhưng mà trời rất là đẹp phết. Thì ra không lạnh lắm. Trời rất chuẩn bị không lạnh lắm. Vậy cái quần này hơi lạnh chút rồi. Ok. Oh my god, mình rất hào hứng cho chuyến đi này. Mình rất thích Edinburgh. Anh mình mang vest đi thật à? Anh thật á, anh sao đây? Anh thích cưới hay gì? Bye bye. Ai mới làm sếp thực sự? Thôi khỏi trả. Wow, chuyến đi này có 3 vệ sĩ. Vừa chuẩn bị lên máy bay đây. Lần tiên đi máy bay nội địa ở UK. Xin chào tất cả các bạn, mình là Benjamin Trần. Benjamin hôm trước vừa ra VIP. Đây là ai đây ạ? Nhanh lên nào ạ. Benjamin Trần. Từ sân bay về về nơi để gửi đồ. Muốn ói. Thì chúng mình tỉnh lại rồi, chúng mình đi ăn rồi, chúng mình sẽ khác. Wow. Mời ạ, ở Edin trời không lạnh như tôi nghĩ. Tôi đã mong chờ phao rất bực. Trời cả mất. Nhưng mà trời rất nắng, rất đẹp. Ok. Đâu rồi, là đâu rồi. Mọi người chào vlog đi nào. Chào vlog. Wow, mọi người một kính đen cơ, một kính râm cơ. Hi. Oh my god. Đi còn đấy xong đi vào cái castle. Okay. Xong đi ra lại đi ăn. Đi bộ đúng không? Đi bộ. Đi ăn xong đi một nơi nữa xong lại đi ra đi ăn tiếp hả? Đúng rồi, chính xác. Đi bộ nào là tôi. Đi. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Park Foy. Em trai của anh Minh. Mình tên là Chai Giang Phun Pazatanakon. Chồng Thái Lan của mình, hôm nay ra giới thiệu đây, Tèo Lê. Giới thiệu đi, Tèo Lê. Chồng thứ ba của tôi. Giới thiệu Tèo Lê đi. Em là Tèo Lê á? Ừ, bởi vì một người là Chai Giang Phun rồi, một người là Park Foy rồi. Park Foy. Hello mọi người, mình là Tèo Lê. Và mình đi với ba người chồng. Quay sang bên trái. Diễn đi mọi người. Là người vội vàng. Quay sang bên phải. Quay. Ui. Trên đường đi tìm quán cà phê mà Hoàng Anh bảo. Nhưng Hoàng Anh bảo là quán cà phê của em đông cực. Là quán cà phê nào vậy? Oh wow. Một quán cà phê hồng. Thôi là quá. No. Tôi không biết quán nào ngồi. Hay, vậy là chúng tôi đã lỡ hẹn với chiếc quán Lải La này. Tôi sẽ chỉ ở chủ quán. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục thù một quán khác ngay bên cạnh. Wow. Scrunch.
thầy kiếm hai quán cà phê vẫn chưa được ổn. Tình hình là chúng tôi không phù thù rồi ạ. Chúng tôi sẽ đi một quán khác. Lại phải phù quán khác rồi. Tôi lại phải tìm một quán khác để phù thù. Tôi không nói trước nữa, khi vào quán tôi sẽ quay. Mọi người ơi, em đi mất quá đâu. Chúng tôi đi quán nào cũng phải xếp hàng, mọi người nhìn này. Oh my god. Nó quá là dài luôn ý. Oh my god. Quán nào cũng phải xếp hàng. Tại sao vậy? Chúng tôi quyết định sẽ vào đây chờ đợi cho đến khi được vào. Phải kiên trì. Cuối cùng chúng tôi lại có bàn. Cuối cùng cũng được ăn à? Sau khoảng một tiếng thì đứng chờ đợi. Mọi người thấy không? Chiếc bàn của 5 người. Chắc là của chúng tôi rồi. 5 người thôi. Phải là của chúng tôi nhỉ? Update tình hình là một bác gọi vào nhưng mà một chị lại đuổi ra. Như bíp. Wow, chúng tôi đã có hai đồ uống đầu tiên. Đây là thử của mình đâu mà thử. Ngon không? Vẫn nhạt cô. Vẫn nhạt. Hay là cho ít ớt nhưng mà nó có mùi quế đấy thành ạ. Trời ơi, tôi ghét quế thế. Anh ghét đổi trước không? Sẵn sàng đổi với anh đi không? Nhưng mà nhạt thôi anh ạ. Nhạt thì bên hay ha. Ừ, thấy cacao. Phải nó nhạt đấy. Ủa lên toàn bọt thôi. Ừ, bọt đấy. Nói chung là mình hy vọng matcha ngon nhá, matcha của chị em mình. Của chị em mình. Next của em trai nào. Mọi người mà thấy mặt tôi lúc ngon là mọi người sẽ giận ra ngay. Đúng rồi, nhìn mặt là biết. Ờ, sao nhạt thế này, để quấy thử cưới. Ui, cái mặt của nó là nó chê kinh khủng. Đây đây, mình sắp cho. Mặt này là mặt không thể chấp nhận được. Chê. Bà Thanh thấy sao ạ? Bà Thanh thứ trưởng quá nha, không bằng cốc mất cho cô của cốc tại tôi chờ nửa tiếng để uống một cốc có buồn mất cho cô quá nha. Mọi người ơi, đừng ăn món này nhé. À, đừng uống nước món này nhé, để chúng xem ăn có ngon không. Đây là matcha latte của chị em chúng tôi. Chúng tôi rất cố chấp để gọi matcha latte bên này, hy vọng sẽ ngon nhất. Còn đây là nước cam của anh Minh. Anh Minh Holloway uống nước cam. Thả lá tươi ạ. Ăn mà hơi chua một tí. Nói chung là cam tươi hay là cam chấp? Cam tươi. Có tép này. Thầy có tép cam. Ờ, có tép cam rồi. Ok, giờ sẽ đến matcha latte. Tò mò quá. Thằng em mình ăn cái gì ngon là hiện hết lên mặt mọi người ạ. Xin hãy ngon. Chết rồi, nó tuyệt vọng rồi. Nó tuyệt vọng. Mình đi uống cà phê đây. Đi uống nước cà phê đây mà. First impression. Hot chocolate ở quán đấy. Đảm bảo luôn. Ok. Cái này cũng được thôi. Hãy review bánh đi. Cho một xin một phút review. Tôi
cho mỗi một cái bánh rất gì đấy trông khá ngon nhưng mọi người chê. Không chụp cho tôi một cái, ngồi đấy. Tôi ngồi không ấy. Không được lắm. Cảm ơn. Ngon không? Ngon không? Hơi là khô không một chút đấy. Hơi khô không một chút. Bột ngon là, không? Bột là hơi khô không. Ngon không bà? Tạ. Tạ. Ok. Bảo nó biết đánh sâm không? Ừ, em đang bảo. Con cú này kéo kia đánh sâm hay hơn anh Cun. Đi nào. Mẹ cao thế. Nhìn chân thì đang quẹ. Anh em đang tập trung mua vé để vào Castle đằng sau mọi người thấy không? Baskin này. Đấy, mình đang mua đây. Oh, Baskin. Ta sẽ đi tham quan Edinburgh Castle ạ. Edinburgh gì cơ? Bà biết. Edinburgh. Mọi người hãy xuất trình vé ra nhé. Ok nhé. Bà biết. You cannot do it as fast. So if you don't do it. Cháu Vinh nhìn trông trẻ con lắm. Mày dễ lạc. Cháu Vinh dễ lạc nhất đoàn. Cháu Vinh là dễ bị lạc lắm. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng. Khổ thôi. Cháu Vinh nhá, đừng bị lạc. Nó sắc người lớn nhỉ. Ta sẽ cố gắng. Em muốn hai cốc cà phê. Ê, có cái thứ để xem lại phút thịt của mình. Chị là mắc cười lắm. Làm gì có cô ấy. Nhưng có tôi. Tôi đó này, tôi cái đó, ê đi vì đó này trước đi. Those three words are spelled out in your eyes. Chỗ kia đẹp quá, chỗ kia đầu tư vào đấy thôi. Hợp lý luôn. Ok, chỗ. Thứ trưởng. Let's go. Đi thôi. Đây là sau những cái bức hình lộn lộn ở trên Instagram và Facebook. Rất tâm huyết. 2, 1. Yo, xin chào mọi người. Mình đang mượn máy camera của chủ vlogger. Mất rồi. Xin chào mọi người. Sao mọi người lại là chào đây? Hôm nay chào dẫn cả nhà mình cùng đi Edinburgh. Cho cả nhà xem cảnh đôi chim cu chụp ảnh cho nhau đi. Ok, đâu. Đây. Đó. Tại gia đình Giang Yến. Xong rồi ý xuất mặt Cun vào đây. Chị Lan hãy cho Cun vào đây nhé. Em sẽ xong tay nè. Chào anh em, mình là Bắc Phoi. Quá đẹp. Mình là trai giặc Cun. Đợi tí. Cảnh nó ra như nào ấy. Mọi người nhìn đi, đây không. Mọi người sẽ không nhìn thấy được cảnh đẹp thật đẹp thật sự đâu bởi vì phải nhiều mắt thật cơ mọi người ơi. Phải nhiều mắt thật cơ. Cho mọi người xem đi, tèo lên. Nghe bảo khổ thật. Ờ quên mất. Oh, đây là buổi offline. Thôi chờ tập đi mà. Câu lạc bộ nghiện bơm minh hợp. Phải đi. Ba người trái rồi. Đợi mình được xin. Không được bạn. Để nó chơi chứ. Mình được gì. Huấn luyện viên du lịch Đoàn Hải Thanh. Hình như tên nó là Mossman. The world most famous gun. Trước đây là hình ảnh ngày xưa và bây giờ đã được cải tiến lên như này. Đây là đâu, xem với. Ở đây nào. Ok. Nào mời mọi người vào nhé. Tôi qua tôi cũng. Cúc cú. Không sao anh mới không như này. Anh mới không. Ai có khẩu trang không? Để check in. Đến giờ check in rồi nhưng không biết check in vào nhà kiểu gì. Hi James. Miss Wendy đang rất căng thẳng. Không biết làm thế nào để vào đúng không? Đây, sorry em. Mr. Lee Trần cũng rất căng thẳng. Anh hái quả muốn luôn. Sau khi đó anh Minh. Quay anh Minh đi. Hay đi chơi nó thích chim. Hi.
nay sau khi đi tham quan castle xong thì chúng tôi sẽ đi game. Ăn ice cream. Ông đang định mua ice cream này của Edinburgh Castle này. Trời ơi, chúng tôi quá thèm mì sủi, chúng tôi phải mua mì sủi để ăn. Nhưng mì sủi ở đây đắt quá mọi người ơi. Sao mì sủi 3 đồng vậy? Sao đắt vậy? Ăn tạm được. Tạm được thôi à? Thế mà sao nó đắt hơn mì sủi vậy? Cay thật. Tất nhiên rồi. Là mày bậy rồi. Cái này là của tao. Mày đái không? Wow, phải không? Those three words are spelled out in your eyes. But before I go on, say something. Mình đã vào phòng. Trật tự nào, quay vào lock. Wow. Đây là phòng double. Đây là phòng vệ sinh. Ơ, vệ sinh cũng to mà. Đây là một phòng double khác. Và ôi, bếp cũng to cơ. Ê, nhà này đẹp vãi. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Yeah. Nhưng mà sợ mai mà đi luôn đi thì Thì chín hết rồi đúng không? Còn cái này thì...